Không, nhưng hôm qua lúc mưa mưa khủng khiếp. Anh thấy giờ anh có khiên, anh dạo này khỏe không? Anh tự nhiên nhặt về. Ơi. Xuống quay này này. Bên này sao gần như không mưa tí nào. Bộ thơm không anh bộ ơi? Anh bộ ba bộ, anh bộ thử nói cho anh thơm này. Thơm, thơm này, ngon ngon, ngon đâu anh. Sao đi lại. Mau bắt to như vậy. Đấy đuôi. Ba mấy chúng ta được đóng cái kia, bao nhiêu lâu mới được lên TV. Đây là bạn Vivo à? Chào mọi người các con. Ok. Bye bye nhé. Chủ tịch Phạm Nhật Vương, anh Quân bảo Phạm Nhật Vương. Họ là Phạm Nhật Vương. Như này vẫn chưa đủ nha anh Trường nha. Hả? Đủ quân số chưa anh? Chưa. Đây là anh vừa ở bên bển về hay là anh vẫn đang ở Việt Nam hay nào anh? Em hỏi anh lại cười. Ngồi tắt máy. Anh Quân ơi, anh chào mọi người đi, anh tắt máy kìa.